Có thể nhìn thấy là các chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho bất động sản đang dần phát huy, nên thời điểm này thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu phục hồi rồi. Tuy nhiên, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là về vốn. Có như vậy thì thị trường bất động sản mới thực sự phục hồi như kỳ vọng. Liên quan đến chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với thị trường bất động sản, trong đó có gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đang đẩy mạnh triển khai gói tín dụng này và hiện đã có 11 ủy ban nhân dân tỉnh thành công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Các bộ ngành, địa phương quyết liệt, khẩn trương thực hiện tốt những cái quyết sách mà Quốc hội và Chính phủ đã ban hành rất nhiều trong khoảng 5 tháng vừa qua. Liên quan đến chuyện nghị quyết 33, ta triển khai tốt hơn, rồi cho vay nhà xã hội, ta cũng sẽ làm tốt hơn. Thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để nắm bắt những cái dự án, những cái danh sách của chủ đầu tư đã được phê duyệt dự án, từ đó thông tin cho các cái tổ chức tín dụng, họ nắm bắt, họ tiếp cận để thẩm định cho vay, tạo điều kiện cho các cái đối tượng được hưởng cái chính sách này, tiếp cận được cái nguồn vốn để phát triển nhà xã hội. Theo các chuyên gia, gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng rất thiết thực với chủ đầu tư nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thị trường còn nhiều dự án với các sản phẩm phân khúc khác nhau. Để thị trường này phục hồi và phát triển đồng bộ, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng trong giai đoạn cuối năm cũng rất cần thiết. Hiện nay thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nới lỏng phù hợp, kịp thời hiệu quả. Mà trong đó có cụm từ nới lỏng phù hợp. Mà muốn nới lỏng phù hợp tức là phải đẩy nhanh tín dụng vào nền kinh tế, nhưng mà phải đảm bảo an toàn hệ thống, phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Mà muốn làm được điều này thì chúng tôi đề nghị là Ngân hàng Nhà nước phải xem xét để sửa đổi thông tư số 08 mà Ngân hàng Nhà nước đã ban hành năm 2020. Các chuyên gia cũng cho rằng thị trường bất động sản sẽ có những chuyển biến tích cực hơn vào cuối năm khi các luật liên quan tới bất động sản được thông qua, cùng với nỗ lực của nhà nước, chính phủ trong tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho thị trường. Quý vị, trong tổng kế hoạch vốn được giao năm 2023, dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã giải ngân được gần 26.800 tỷ đồng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến cuối tháng 8 năm 2023, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2 đã giải ngân được gần 26.800 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn được giao. Theo báo cáo, đến nay, các địa phương đã bàn giao được hơn là 90% mặt bằng cho dự án. Sau năm 2023, mới giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch. Bên cạnh đó, các yếu tố như là thời tiết không thuận lợi, tiến độ bàn giao mỏ vật liệu cho nhà thầu thi công của các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu cũng là lý do ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của dự án. Thời gian qua thì đã có rất là nhiều những câu chuyện được đưa ra bàn thảo để có thể giải quyết những khó khăn trong kinh tế phát triển, và từ những chính sách thúc đẩy hỗ trợ tích cực của chính phủ cùng với các bộ ngành địa phương mà nửa cuối năm 2023 thị trường bất động sản cũng đã dần hồi phục. Tuy nhiên là vẫn còn nhiều khó khăn ở lĩnh vực này cần phải tiếp tục được tháo gỡ. Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách với nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản. Bên cạnh đó, sự vào cuộc quyết liệt của địa phương cũng dần khơi thông về pháp lý cho từng dự án cụ thể. Như tại Thành phố Hồ Chí Minh, 67 trên tổng số 187 dự án vướng mắc về pháp lý mà doanh nghiệp kiến nghị đã được chính quyền và ngành chức năng địa phương xử lý thấu đáo. Thông qua những cái nghị định vào cuộc của chính phủ hỗ trợ, thông qua những cái nghị định tháo gỡ về bất động sản giống như trái phiếu đã giúp cho thị trường ngày càng trở nên tốt hơn, đặc biệt là bắt đầu là quý 3 trở đi, chúng ta sẽ có khởi sắc hơn, lượng tiêu thụ sẽ được tốt hơn, nhà đầu tư cũng như nhà mua bất động sản sẽ trở nên tâm lý, sẽ được ổn định hơn. Có cơ hội phục hồi từ quý 3 năm 2023, vì vậy thị trường bất động sản càng đòi hỏi được khơi thông mạnh hơn. Tuy nhiên, gói hỗ trợ như gói 120.000 tỷ đồng vẫn chưa đủ mạnh để giúp thị trường bất động sản tan băng. Nhiều chuyên gia cho rằng cần thêm các chính sách, cơ chế thúc đẩy mạnh hơn nữa, trước hết là để triển khai các dự án nhà ở xã hội. Các vướng mắc tại địa phương liên quan đến định giá đất, liên quan đến tính cái tiền thuê đất, hiện nay nhiều dự án đang bị tồn đọng ở chỗ này. Tôi rất là mong địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn. Tuy nhiên thì địa phương đang mong chờ hai cái văn bản hướng dẫn. Một
là sửa đổi cái nghị định 44 của chính phủ là tính tiền thuế đất. Cái thứ hai là thông tư 36 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Tắt cái thủ tục về đấu thầu lựa chọn chủ tư dự án nhà ở xã hội. Vướng mắc thứ hai đó là tắt thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở xã hội. Cho nên chúng tôi thấy để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn này thì cần phải sửa luật nhà ở, rồi cần phải sửa đổi luật xây dựng, cần phải sửa đổi luật đất đai. Thị trường bất động sản đầu năm 2023 đến nay tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 do bối cảnh khó khăn chung, đồng thời còn bị nghẽn do thể chế pháp lý. Tiến độ thực thi chính sách mới của chính phủ, bộ ngành tại nhiều địa phương chưa đồng bộ. Doanh nghiệp bất động sản mong muốn Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh triển khai các gói hỗ trợ từ tín dụng. Các địa phương tạo điều kiện tháo gỡ nhanh vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư, giúp thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.